Valencia chạy 4 nhé. Cháu lạnh như cửa trường anh ạ. Cảm ơn. Con không muốn đến trường nữa đâu. Con không thấy là bố đang rất bận. Con có làm gì sai đâu. Con rất ghét bọn con trai ở trường. Nên bố có thể cho con đi cùng bố được chiều nay được không ạ? Bố ơi, bố dạy con lái xe tải được không ạ? Bố có thấy con gái lái xe tải bao giờ đâu. Thì con sẽ là người đầu tiên.